luôn. Giờ hôm nay vô mua du thuyền là chính. Rồi là chứ sao ba? Mua thì 8 triệu á anh ơi, em mua. Giờ mới coi nè, đâu sponsor advert rồi. Galaxy Super Yacht. Dữ à, đây để check thử rồi. 6 triệu. Hình như nghe nói có mod nữa mà phải không? Cho mod lại nữa mà phải không? Anh cho anh nhưng mà 6 triệu là cái rẻ, mua cái 8 triệu và bắt nước đẹp nhất luôn. Đâu? Nằm Doctis phải không? Em không nhớ tên nữa mà anh xem cái 8 triệu á. 8 triệu dài. À, dài rồi có hai sân bay đậu. Má mua cái đó anh má tốn tiền phút má như chó vậy. The Orion The Beast 7 triệu nè. Warrior 8 triệu. Rồi quốc luôn. Đó. Ok, đã quốc luôn. Gì đó? Your fitting, chrome fitting, gold fitting. Màu vàng đẹp hơn anh ơi. Màu vàng má em 750 ngàn má, tiền không có thông. Má, em chơi hết sạch đó ba. Em gắn luôn cái màu đen bên kia. Ôi, má chơi màu hồng đi ba, màu hồng cho nữ tính đẹp gái à. Má, màu hồng đẹp lắm mọi người. Má chơi màu gì? Màu xanh không đẹp lắm, màu vàng. Má, em chơi màu xanh anh, màu xanh đẹp mà anh. Xinh dương à. Xanh dương thì nó nổi quá, tại sao tạo màu đen rồi. Đù, màu lá cây cũng nổi quá nè. Má đèn đèn mắt nhất luôn mà má, nó đúng gì chết mẹ. Ủa cái này ngay online luôn, có nhiều thuyền ngay tại đó không hay là chỉ có một chiếc thuyền của mình thôi? Có nhiều thuyền anh, nó đậu lên chỗ hết đó mà. Đồ, hèn chi anh cũng nghi thấy nhiều thằng có chắc là chẳng lẽ một đống thuyền hẹn nội đó. Má hơi ác. Rồi chơi màu xanh đi. Color scheme. Đủ màu ba. Nó nhìn như tàu hải ngoại vậy ba. Phải lồn. Đâu, mày đi. Má gì đây? Có cờ nữa kìa ba. Có cờ ba. Nếu có cờ Việt Nam, có cờ Trung Quốc. Nó kêu phân biệt chúng đồng Việt Nam. Phải lồn chứ phân biệt chúng đồng. Cờ Pháp à. Thôi cờ Mỹ. Hay đã cờ Trung Quốc đi ba. Trung Quốc mọi người. Để vô, má vậy cái cờ Trung Quốc. Đó, vô. Thôi em ra trước. Cái gì anh ra sao nha, em ra đó. Anh đang mua nè. Next nè, personalize. 9.910.000 một đống luôn. Buy now. New con. Ê, có contact mới và Captain, what the fuck. Đúng rồi ba, má nó giao thuyền là giao trực thăng rồi, nhưng mà xong có giao xe nữa. Có giao trực thăng nữa hả? Có là mình tốn tiền. Ủa gì có gì mới nữa không? Ngoài tàu ra thì có mấy chiếc xe mới thôi anh. Ok. Mà xe chưa cặt nhớ ba. Mà xe gì đâu để coi. Anh xe như má em mua hai chiếc xong rồi em bán hết mẹ luôn, nổ tiền như chó vậy. Má to mất gì vậy. Như đây nếu một đống xe nhìn đống xe cũng sang lắm mà không biết có hợp với mình không nữa. Dạ. Inborn Zenai Shade, chiếc này cũng đẹp nữa. Má độ anh đó mọi người, độ xe anh đó. Dạ, yeah, rồi khỏi mua. Còn chiếc nào nữa, Benny's để coi. Mấy chiếc này anh độ hết trơn rồi. Ừ. Vẫn đang tìm cái gì đó mới cho bài update này còn gì đâu. Quần áo mới à. Có quần áo có, mới không? Có đồ ngủ pyjama. What the fuck? Bộ đồ ngủ pyjama lấy đâu? Ê chết ông nội đừng có giỡn. Không mà lấy ở đâu? Anh vô chỗ anh xem có anh. Trong nhà hay là mặc cái đó ra ngoài được. Ra ngoài anh được anh mua ngoài nó có. Ê hình như từ phải tà này của anh. Tà này của anh nè. Minh Nghĩa nè. Ủa, nó hiện ra hả? Nó hiện ra hả? Em thấy tàu anh nè, em đang đào động cái băng của em trên tàu anh nè. Ủa dạ, để ra coi bodyguard kiểu. Ủa, tàu anh là đen đỏ đúng không? Đúng rồi. Má, em đen vàng nè mà cái đèn của anh đèn xanh giống như trang đèn em luôn ba. Má dùng hai tàu đi chạy. Ủa, má có tàu em ngoài nè hả? Từ từ, đang chạy ra. Ủa ba. Má anh vô tàu em thử đi ba, vui lắm ba. Đợi tới đi mua đồ, mặc đồ ngủ, chúng ta làm tiệc ngủ qua, tiệc ngủ. Slumber party. À, hình như có vụ mà tắm gì ta? Có mà, có luôn. Tắm trên thuyền nữa, du thuyền có cái gì đúng không? Vô anh đó. Em vô tắm đó. Nó đi coi pyjama đã mua quần áo, mặc cái bộ đồ này thì nó có vẻ hợp với thời kỳ trước hơn là bây giờ. Loungewear, what the fuck? Ê, có pyjama nè, what the fuck? Có rồi ba. Cute vậy ba, đúng không? Mà hồng nhìn cute vậy. Rồi. Má nhìn anh đội mũ quá cơm đấy mà cái quần áo quần này nhìn nó tụt sao quá. Áo mới cũng quá trời Trickster ấy kiểu shirt gì đây. Một đống luôn ba, một đống luôn.
Có vẻ như anh đổi cái bộ mũ này nó hơi kỳ, để anh lấy đồ khác coi. Mẹ, mẹ mặc đồ đi Trung Quốc nè ông nội. Mẹ giờ chuẩn bị đi ăn tiệc mà mặc đồ cũng hơi kỳ. Phải đi di chuyển vô. Ủa có đeo găng tay nữa cả ba. Mẹ có hết, có hết luôn. Rồi đây anh ba cho anh thay đồ, anh mặc đồ này kỳ quá. Mà anh thấy mặc đồ này anh cũng kỳ kìa. Yes. Nó hỏi anh có mua gì không kìa. Má phải là tao vô đây tao nhận đi tao ngắm. Phải là má đánh chết cùng mẹ nó luôn. Rồi em thấy anh rồi nè. Rồi dám đi ra tự nhiên đổi cái mũ này cũng kỳ. Từ từ nào. Inventory để coi còn cái nó nào khác không. Ui. Ê dân chơi. Ủa anh mặc đồ vậy ơi. Ủa sao anh mặc đồ gì ông nội? Ủa sao anh đi chân không được hay vậy? Hiện tại anh mặc pyjama mà. Quá liền. Vừa đồ. Thanh niên. Nói đồ chắc vãi lờ. Đồ chắc vậy là ơi quay sang đây chụp tấm có không? Quay ngược lại chụp tấm. Từ từ rồi. Đó, từ từ nha. Đâu, đây tắt hết cái ba cái kia rồi. Tại em dính máu vậy. À. Đó, chụp là. Ơ làm gì thứ mà? Nè, em đang làm nè. Đấy, chụp một đống ảnh luôn. Đấy, chụp một đống ảnh cho vui. Thôi, đang ghép vô ba má đi, chân không vô lắm rồi. Ừ, đúng rồi, công nhận. Mà... Ủa, nó cho em mang dép hả? Cho ba, mình đang ghép được một rồi. Đi. Má, quá chất. Má, mang gì vô không? Má. Có giày mới nè không? Ủa, có giày gì đẹp quá ta, nhìn giống mấy con Jordan mới, đẹp quá vậy? Đâu ba? Nè. Không nhìn ná thôi ba. Ủa có hả? Có cả Converse nữa ba. Ủa anh có đâu vậy? Làm gì có ba? Nè nó không nhìn ná thôi chứ mà không thì giống không? Nhưng mà ủa ở đâu có? Chung đây nè một đống nè. Đâu ở đâu vậy? Gì 750 đâu rồi. Vừa lời 750. Không mà cũng kỳ thôi để đi dân không cũng được hợp lý hơn đó không ơi. Nè. Chứ không sao đâu chạy đi. Nói thêm. Anh là thích trần trụi hơn. Má anh bị đê rồi. Không phải trần trụi thiên nhiên. À bị đê nghĩa bị đê. Lên không ơi. Lên. Lên. Thôi em lái đi. Má mấy trực thăng này nhìn hơi bị sang. Ô trực thăng mới hả? Trực thăng anh mua trong cái thuyền nó tặng đó anh. Ồ, đậu có vụ đó. Nó đậu ngay thuyền cho mình luôn mà. Lái đi. Vô tham quan cái. Đù. Mẹ giờ này không nhà giàu vậy. Mẹ hết tiền em rồi anh ơi, đừng nói vậy buồn. Lên thôi ơi, lên. Lên luôn. Nè, chúng ta có rượu bia cái thứ à, có champagne này cái kiểu. Lái đàng hoàng nha thông. Chết đó. Ok, hứa lại là lái đàng hoàng mà ba. Lát còn chúng ta còn ra tàu ăn chơi nữa ba. Ê, có hai con tàu rồi ba. Có một cái của em, cái của anh mà. Ừ đúng rồi. Ê, nó chắc nó cũng bự lắm mà chắc con nguyên phòng mà mua hết chắc nó đậu ngoài đây đầy luôn ha. Nó đậu vòng vòng biển cái đó ma máy này của em rồi bên cái bên phải của anh nó nhìn đi chán nữa mà. Khác màu rồi. Ừ đúng rồi thấy nè. Giờ sao đâu có dù đâu nhảy xuống ba. Đâu để mà cắn cho để mà cắn cho đâu rồi đâu. Rồi ok. Địch mẹ không? Gì em nói? Bớt đi không? Nghĩ sao? Anh biết anh hiểu em mà không? Ừ mới công nhận cái này cũng đẹp chứ. Má mà em làm hư mẹ nó cái chỗ đậu giật khăn của anh rồi. Phất vô không? Gì vậy? Má em coi này cái xác giật khăn của em rồi má. Vậy đấy. Nó văng tùm lum ở trên này đã quá không? Đã không bà? Để chứ. Ủa em đâu rồi? Em đang đi lên cầu thang nè. Anh tắt cái map rồi. Tắt map chị?
cho điểm mà. Em phá banh trực thăng anh rồi hả? Ủa này trực thăng của anh hay của em? Này rồi của anh. Quay! Lấy trực thăng của anh mới mua trực thăng mới mua đúng không à? Thôi không sao đâu anh, để em biết là em anh cày bao nhiêu lâu để anh có thể mua được chiếc trực thăng đó không? Má, để em giúp được 9 triệu đó. Má, để em giúp, để em giúp được thằng anh. Cái này là gì vậy Thông? Ê anh vô phòng nào nè. Chết mẹ anh vô đâu rồi? Nó không ngủ ba ngủ rượu. Đù, ê em nhớ cái hồi mà lúc mà nó mới giới thiệu 2 không? Cái gì anh? Cái hồi mà lúc mà mới giới thiệu 2 á, có cái tấm ảnh mà wallpaper mà có 3 thằng đứng ngay chỗ này nè. À rồi. Ừ nó này nó chỗ này nè, đó. Má nghĩa ra đây bơi nè anh đâu rồi? Rồi, thôi nghi nghi lắm ba. Không, chỗ này hồ bơi nè ba. Ê vậy, chỗ này có hồ bơi nè. Ui, hình như là Yash Location. Nè, hồ bơi này quay giỡn hoài trời. Ê ba, cái hình như là mình thay đổi chỗ vị trí của con tàu mình được đâu ba, đã vậy. Được ba, 25 ngàn. Mỗi lần nó di chuyển luôn hay sao? Mỗi lần em vào game mà nó có xuất hiện à? Đúng rồi ba, lâu lâu nó di chuyển. Đù, nhìn đã vậy. Em đang ở đâu? Nè em đang ở ngoài hồ nước nè ông nội, chờ anh nè. Đi rồi à? Thiệt mà. Ok, đang tới. Thôi ngồi đây mời quá anh ơi, ra chơi lại anh ơi. Ok. Yo man, Oh yeah. Ủa sao em ngồi được vậy? Bấm nút nào vậy? Rồi, ok được rồi. Thôi. Địt mẹ thông. Địt. Được rồi, đừng nghe thông, bớt nghe thông. Nghĩ sao? Nóng, sao nóng chết kìa. Nó trong đây mà sao chết được má thanh niên. Má, anh hiểu em quá mà. Đâu đừng thử rồi. Má thanh niên cái đéo gì. Ê đéo đi cho bậy nha, tàu anh nha. Đéo nha. Thử súng cái nhẹ anh nghĩ ơi, bắn bạn thử nha. Mẹ đéo. Ủa không chết luôn kìa bá. Ừ chắc đang ngồi trong đây không chết rồi. Má mấy thanh niên, à đồ. Ngay bả lờ. Ê nó hồi sinh gần lắm mà bà, không sao. Ê, xuống tam bơi không ơi. Ok, xuống bơi rồi. Đủ mẹ. Bớt đi nha. Ok rồi. Má. Mệt mỏi quá. Giờ này em bận chăm sóc em của Huy Giáo. Con cặn. Má chết chổng mông luôn rồi hả? Má. Ủa mất em sáng luôn. Mất sáng em luôn rồi. Hay. Trời thì thấy em đứng em nhìn anh tắm không đó. Đó. Thôi bây giờ nó hiện là chúng ta vô đây tắm đi ba. Tập trung về chuyên môn ra. Đừng có giết nhau nữa ba. Ủa gì còn tàu này còn gì đặc sắc nữa không? Còn uống vô rượu, vô em anh uống rượu quẩy nè. Em cầm gì trên tay không? Gì em bỏ đi đâu? Thì ba này còn tẩy không nội? Còn tẩy. Tẩy cái gì? Ê, anh hút xì gà luôn rồi không? Lúc mà mặt anh mà dính gì với ba xong lấy bồi lên đó ba. Ê ê má nhìn tướng anh nè ba. Ú má nhìn đây này thưởng thức đời á ba. Đã quá không? Đã. Địt mẹ không? Má anh đang nhìn cái kia địt mẹ. Ủa sao nghĩa anh ngủ quên đi nghĩa ơi. Anh ngủ quên rồi nè. Bên cái quần. Ôi nhậu anh ơi đi. Ê có người vụ ngồi nhìn ra ngoài nữa nè ba. Đó ba thì nãy mới nhìn anh tắm đó. Em nhìn anh tắm suốt đêm luôn mà. Nói gì đó. Không biết là có vụ đứng ngay ra ban công nè ba, đứng nhìn ra ngoài nè ba. Đó, nãy em cũng đứng nhìn ra ban công nhìn lên tắm mà. Má niên quá giờ, má ghê quá luôn. Ê. À, đứng im đi. Bớt nha thông, Thì ba anh làm gì đâu ông nội. Ê, em vô em đứng nữa rồi, leaning nữa rồi. Chụp tấm cái nhẹ. Anh đang đứng rồi, em đâu làm được. Ê, má làm gì thông, cái định gì vậy? Má. Má, bài đái thanh niên. Thấy có cái gì đó. Má, anh niên còn phải lộng tiếng vô nữa chứ. Má, anh niên nha. Vô đi uống rượu rồi. Đâu? Có đài cassette đó nè. Đi bà. Có radio nữa bà.
Đi radio này ông nội. Đó, radio đó. Ủa em vô được phòng này không? Ê, bỏ cái đó vô không? Ê, mình được hộp sữa nè, nghe cái đấy không vậy? Hộp sữa cái đéo gì, hộp sữa làm gì cấp nè ba. Mẹ anh có nguyên không nội. Đủ, đây anh cho em coi cô anh à, đó, cô anh à, đó. Thấy không? Dạ, thôi, đừng uống nữa, đau bụng chết. Em vô đâu được không nghĩa? Wow, ủa gì vậy? Em muốn làm viết rồi bấm giúp nào. Hello. Hello man. Ê, anh đang gặp nói chuyện với... Excuse me. What? Nó đuổi anh ra, thôi anh đi ra. Đợi tiếp ông ơi. Ơi, có con thuyền này nó phá được không ba? Kiểu như mấy đứa khác cho vô chỗ em rồi bắn vô thuyền em mới nổ được. Ủa mua thuyền này nó có bảo hiểm không ba? Rồi ok. Tao anh xuống anh thấy cái chữ mà Securo Service á. Anh ấn vô á xong rồi anh ấn vô Register as VIP. Thế có vụ Yash Defense nữa rồi ba, nó có súng đạn bắn rồi ba. Ừ có ba. Defense Exclusion Friends Crew Yash Access Crew, anh nên chắc anh chỉnh crew được rồi. Sao horn nữa nè ba. Có hết mà anh nghĩa là anh nghĩa ơi. Ok, từ remote function. Máy trực thăng của anh màu đẹp quá màu. Request personal, ở đâu, em bấm vô chỗ nào. À, secure serve, register as VIP. Xong rồi anh ấn vô cái gì đó, xong nó để là 2 bodyguard đó. Ờ, an organization nè. Gì á. Để... Máy trực thăng anh đẹp quá, máy trực thăng em màu vàng thì kỳ sao quá. Một cái màu khác hả? Ờ, tại vì em mua cái skin của cái tàu là đen vàng á, còn anh đen đỏ là đẹp hơn. Sao để đổi tên được? Ê, wait. Just defense says to on, you are unable to access your weapon. Anh thuê em là bảo vệ đi anh. Thuê như thế nào? Từ đang tìm cách thuê nè ba. Thuê em là bảo vệ đi nha. Hai bodyguard ra đây, offer. Đó, hồi. Looking for friends. Ê, em nhận được chưa? Rồi, em là bảo vệ của anh nè, lên đi, cứu em, tôi dở đi nè. Má hồi đi, thôi để anh giải tán má, bảo vệ như em thì... Chết anh à. Em là bảo vệ tốt lắm ba, là nhiệm vụ đi ông nội. Má hả? À, chết rồi hả? Tao thì ra nhậu rồi. Bịt. Thằng nào trên thuyền em vậy? Ai biểu em chỉnh một đống vô. Bodyguard uniform. Thằng nào trên thuyền em vậy? Ai mà biết. Giờ sao bắn nó được ta? Anh á, em chỉnh đi, em chỉnh vô crew á là thuyền nó tự bắn mà. Em chỉnh là không ai được chi cập thuyền mình ngoài chi crew ra. Từ áo em để là giáp access và friend không à. Execute Steve for asset recovery. Chẳng lẽ giờ mình bắn nó ta. Nó nhìn trực thăng em vừa 36 bắt không ạ. Nhìn cũng được mà không, nó nào đâu. Má phải nghe giờ em nhảy dù nha, em nhảy dù. Ủa sao lồn nó lên nhà mình đi. Má anh không biết nha, em nhảy dù nha anh, rồi có gì anh lái trực thăng nha, để em cướp lấy trực thăng của em. Ok. Rồi đủ mấy đồ con mồi đâu chui ra giọng nội. Ơi chết mẹ. Nó đồ con mồi nữa, nghĩa chỉnh đồ em bốc quá vậy anh nghĩa. Mới chỉnh nãy á mà. Để đem đi mua skin súng rồi. Ai da. Má bảo vệ kiểu đéo gì vậy không? Má anh rơi dưới biển á. Gì? Anh rơi dưới biển á. Tại anh già đi, tại em đâu ba. Ủa sao em lấy được cái trực thăng hay vậy? Má gì? Em hả? Em mất thằng kia rớt xuống biển rồi vậy. Má luôn. Ủa sao giờ đi lên á? Vì giờ anh bơi tới chỗ có cầu thang rồi anh leo lên thôi chứ sao vậy? Ủa làm đế cầu thang vậy có cái mỏ neo rồi mà. Mỏ neo gì cầu thang ở dưới túi chưa cho ông nội. Đùa quá đi. Ê coi. Ủa sao chết vậy? Em chém trúng cái tàu em nổ cũng chết luôn rồi. Né thanh niên làm bảo vệ kiểu này là chết chắc rồi. Trời đù nó coi xa là xa luôn rồi. Ê thằng kia spawn ngay dưới thuyền luôn à. Đánh chết mẹ nó ghê mình vậy. Bắn nó luôn hả? À? Vú bự mày vậy không mày. Né thanh niên nghĩ sao chơi mà lỡ nó không có ý gì xấu rồi sao ba. Nó là vậy trời bị giết nó anh ơi. Không mà giết đi. Hồi nãy nó đứng lên trực thăng em á ba mà em lỡ cất cánh nó ba xong rồi. Sao em không chỉnh á, em vô cái phần dash em chỉnh lại defense á.
Em chỉnh rồi anh, em chỉnh on rồi. Chỉnh đi, fan là chỉ có mình em được chơi truy cập thôi, ai vô nó có tự động nó bắn mà ba. Má. Ủa nhưng mà thanh niên bơi đúng nhiệt tình luôn kìa ba, má. Ngụp lặng rồi. Chết mẹ, con mày bắt em rồi. Mà cano đâu rồi, cano Nghĩa ơi, cứu em Nghĩa ơi, lấy cano cứu em Nghĩa. Em đang đâu vậy? Anh tắt map rồi, anh tắt map rồi. Ê ba, anh bị đổi đồ luôn rồi ba. Gì? Ê anh thấy em bắn pháo sáng không? Cứu em đi ba, lấy thuyền cứu em, anh thấy em bắn pháo sáng chưa? Chưa. Nhìn nè, thấy chưa? Đủ. Đâu? Bắn pháo sáng rồi kìa ông nội. À thấy rồi. Cứu em đi Nghĩa ơi, không cần tường câu đâu. Ok. Đang tới má, em là bảo vệ cho anh hay anh bảo vệ cho em vậy? Dạ, vậy dạ anh là VIP thì anh phải bảo vệ em chứ nổi. Má, thiệt tình luôn rồi, bắn lại ơi. Má, trời ơi, cano. Ơi, phải. Anh đang đi cano cứu em hả? Ờ, em thấy anh rồi nè. Đi mà anh chưa thấy em, anh tắt rồi. Vậy đủ. Rồi, em bắn lên trời nha. Ok. Thấy chưa? Thôi để anh bật mẹ nó GPS span radar lên đi rồi. Điệt mẹ mày cô. Điệt mẹ mày. Ôi mày á con mày. Ê có thằng rồi. Nào đúng rồi. Thằng này anh giết á. Nó là kẻ thù anh đó Nghĩa. Ôi nó bắn anh nè. Ôi Nghĩa tụi em đu, đừng có chạy em đi Nghĩa. Nó bắn anh kìa. Ây da. Rồi. Má thằng lồn nó level bao nhiêu vậy? Chết mồ, do VIP has died once since you were last day. Your new pay rate is 4,000. Đủ. Ay 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 vãi đái. Má Nghĩa, em nói thiệt là mỗi lần anh chết lại bị trừ tiền anh biết không? Má anh chết lại bị trừ tiền đó Nghĩa, đừng chết Nghĩa. Để em anh giết con chó đi, má. Bị cái đó. Đò nãy mà không có cảnh sát bắt là anh bắn thằng đó rồi. Kìa nó kìa. Rồi. Rồi. Còn sau. Để anh canh nha, anh sniper nha, em tới phóng nó cho. Trên câu chuyện trên đầu em á. Trên con đĩ. Ờ quên, nó nghe mặt rồi. Thấy rồi. Nó chạy kìa con đĩ chó nữa. Mày giết tao mà làm tao bị trừ lương. Phải là bị trừ lương thì đúng không? Ủa anh còn chưa trả lương cho em mà đáng lẽ nó phải trả lương cho em chứ nhỉ? À, đúng rồi, anh là VIP mà anh phải trả lương em chứ Nghĩa. Ê nó kìa, Nghĩa lên xem nè ba, xem bọc thép nè ông nội. Đang mà xem này xem bọc thép xem bọc thép. Rồi, biết rồi, từ. Bắn nó cái đại tính. Vậy anh núp đi ba, anh là VIP mà anh chết lại bị trừ lương có nghĩa nên đừng chết. Ờ má kêu má em bảo vệ cho anh đi. Ờ để em bảo vệ anh cho, bởi lên xe đi ba, lên xe chống đạn cho ông nội nè. Ủa xe chống đạn luôn à? Giống Kuruma vậy. Chống đạn mà ông nội, chống bơm. Ủa em thử chưa biết rồi ba. Thử rồi ông nội, không tin, nhìn nè. Giết mẹ ơi, nhóc nó rồi. Kìa, hốt nó. Đâu rồi, à đây rồi. Giết mẹ ơi. Chết mẹ rồi, anh đấm bể kiến rồi, ba kiến này chống đạn mà anh đấm bể kiến rồi. Má chống đạn rồi đúng không? Bể kiến. Má luôn. Má thiệt luôn không? Má thiệt rồi ba. Ê nói kìa. Chống đạn chứ nó đâu chống cái tay anh đâu ba, anh đánh bể kiến hồi nãy rồi. Má chống đạn mà đủ cái này fail phải luôn. Má đừng đấm bể kiến thì em ba không có tiền sửa không nổi. Má rồi anh chết đừng vô thường em nha ba, tại anh đấm bể kiến hết em không nổi. Má thiệt luôn không nội? Má nhưng mà xe này chống đạn kìa mà anh. Đâu để thử coi. Má nhưng mà bể hết mẹ kiến mà chống gì nữa. Ờ. Nghĩa đó là ổn bị công an án rồi, nên là đừng khó khăn em mới vô mua skin được. Letter. Anh ấy mặc em mặc đồ này cũng đẹp mà, đâu có gì đâu. Nghĩa ơi. đổi rồi trục quá nghĩa sao mình luôn á. Ok truck baron như thế mặc vest cũng được á, anh mặc bộ đồ giống Trung Quốc á, anh bộ đồ áo đỏ á, anh mấy bộ đồ nó chất quá trời. Lỗi là ba vừa nhìn vừa bên ông nhìn em rồi.
Gì ba? À, tập đoàn gì hay sao? Chứ phải mặc chung đồ ý, ý này đẹp vậy. Ủa sao anh mặc cái đồ đẹp vậy nè? Mấy cái gì đồ có bòi quá nha. Đồ có bòi nhưng mà anh trai mặc đồ vét thì ba là anh thầy. Trời mấy gì nên mặc bộ đồ nè ba. Đồ hết đồ ba. Làm đế có đồ vét ba. Bảo vệ mặc đồ nhưng mà bệnh vậy. Đồ hết ba. Nhìn đây, trời ơi. Anh nghe lên nhìn đây mặc đồ này. Ây da, đủ mà. Ok ok, mấy anh đang chỉnh em nói cái... Đấy, không rõ đó. Má nhìn rồi em mặt nè. Rồi, biết rồi, nhìn cũng đẹp mà, đâu đó nỗi nào đâu. Cái lời, ta nạt quá. Nhìn sửa đèn đi ơi, má sửa gắn chiếc tấm đạn vô chứ không phải nó bắn hơi chiếc tấm đạn. Ủa, cái xe đâu rồi ta? Đâu đây coi. Nó xanh top chết tùm. Biến nha chú em. Wingman, ú, Wingman đẹp nè. Wingman gì ta? Bộ vest á. Đâu, 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 từ từ xuống xe cho bây giờ em coi. Nó không đẹp thì dưới em chết đi rồi. Ê, 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 anh xài hải liền cái gì không? Mẹ. Ê, 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 đồ, 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 đồ cái gì vậy? Ủa gì vậy ba? Đeo bi, đeo bi. Tự nhiên sao em chết em văn mất xác luôn vậy? Ừ, khắc gì vậy ba? What the fuck? Thái Nguyễn ơi, Thái Nguyễn ba Final Section đi ông nội. Má phòng này hát rồi ông ơi, ghê quá ạ. Má hát ghê thì chứ trời. Má Thái Nguyễn anh ơi, má phòng này ghê quá. Má, em bị trừ lương nữa kìa. Vừa phải luôn. Tại vì anh chết thôi mà. Biết mà, anh biết mà. Anh ác quá. Vừa phải là